Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự 11 giờ trưa nay 30 Tết của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, tối qua ngày 3 tháng 2 tức là 29 Tết tại quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa đã diễn ra buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật đón xuân kỷ hợi 2019, mùa xuân trên quê Thanh. Tới dự có các đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa và Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa. Chương trình nghệ thuật mùa xuân trên quê Thanh gồm 20 tiết mục hát, múa, biểu diễn lân rồng với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, mùa xuân, đất nước và quê hương Thanh Hóa. Chương trình do tập thể cán bộ, nghệ sĩ nhà hát ca múa kịch Lam Sơn, vũ đoàn Pha Lê, các ca sĩ nổi tiếng là con em Thanh Hóa như Anh Thơ, Trọng Tấn, Lê Anh Dũng, Lương Huy, Huệ Thương cùng sinh viên trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch và câu lạc bộ Rồng Lân Hà Nội thể hiện. Chương trình sẽ diễn ra từ lúc 20 giờ đến 21 giờ tối nay và từ 23 giờ tối nay đến 0 giờ ngày 5 tháng 2, tức là ngày 1 Tết Kỷ Hợi. Phát biểu tại buổi tổng duyệt, các đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực tập luyện của các nghệ sĩ cũng như công tác chuẩn bị của các ngành, địa phương liên quan để chương trình đảm bảo về nội dung và chất lượng nghệ thuật. Các đồng chí đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa tiếp tục phối hợp, chuẩn bị tốt những điều kiện cần thiết để chương trình diễn ra thành công. Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa sẽ truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật mùa xuân trên quê Thanh trên sóng TTV vào lúc 20 giờ và chương trình nghệ thuật chào năm mới 2019 vào lúc 23 giờ ngày 4 tháng 2, tức 30 Tết. Sau chương trình nghệ thuật, vào đúng thời điểm giao thừa sẽ có màn bắn pháo hoa mừng năm mới Kỷ Hợi. Thưa quý vị và các bạn, suốt 89 năm lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của đất nước, Đảng ta luôn coi trọng việc phát huy tính tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, coi đây là vấn đề cốt tử để đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng. Tại hội nghị Trung ương 8 khóa 12 vừa qua, Ban chấp hành Trung ương đã ban hành quy định số 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. Quy định này nhận được sự đồng tình thống nhất rất cao của cán bộ đảng viên và nhân dân. Phát biểu tại hội nghị cán bộ toàn quốc học tập quán triệt triển khai thực hiện các nội dung hội nghị Trung ương 8 khóa 12 cách đây hơn 2 tháng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh, không để vợ chồng, bố mẹ, anh chị em ruột lợi dụng chức vụ quyền hạn, uy tín của mình để vụ lợi. Yêu cầu trong cái quy định này thì yêu cầu các ông chí là cán bộ cấp cao phải cảnh giác trong mối quan hệ và có thái độ phòng chống hiệu quả trong những hành vi nêu trên, tức là lợi dụng quyền hạn và uy tín. Để hơn nữa phải kiểm soát, không để vợ chồng con có các cái biểu hiện sống xa hoa, phô trương lãng phí hoặc xa vào cái tệ nạn xã hội rồi hoặc là bị vi phạm pháp luật. Ngay trong ngày đầu tiên của năm 2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phê duyệt đề án văn hóa công vụ, nhấn mạnh cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng và tận tụy phục vụ nhân dân. Bên cạnh đó, công chức, viên chức không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ, không nịnh bợ lấy lòng lãnh đạo cấp trên vì động cơ không trong sáng. Trước khi Trung ương ban hành quy định 08, trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên được quy định rõ trong điều lệ Đảng cùng nhiều văn kiện như quy định số 47 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 về những điều đảng viên không được làm, quy định số 101 của Ban Bí thư khóa 11 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, quy định số 55 của Bộ Chính trị khóa 12 về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên. Việc thực hiện các chủ trương quy định nêu gương của Đảng đã góp phần tăng cường kỷ luật kỷ cương của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Mỗi 10% dân số là đảng viên như vậy, mà mỗi đảng viên là một tấm gương thực sự, thì tôi nghĩ có một cái sức lan tỏa rất lớn trong cộng đồng, và nhất là trong cái phát triển kinh tế, trong cái giảm nghèo bền vững, trong xây dựng nông thôn mới. Thì về huyện, thì Đảng bộ, Ban Thường vụ đã có cái cụ thể hóa các cái tiêu chí về nêu gương và gắn với từng đối tượng đảng viên cụ thể. Quy định trách nhiệm nêu gương của Trung ương được cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân ủng hộ. Còn bởi vì thời gian qua, nhiều cán bộ bị xử lý nghiêm do những sai phạm lớn, tham nhũng gây thất thoát tài sản nhà nước, gây mất uy tín của Đảng và niềm tin của nhân dân. Ban hành quy định 08 về trách nhiệm nêu gương là Đảng ta đã để ra cam kết chính trị với chính mình và với toàn dân.
Do đó, trong việc triển khai quy định phải thấm nhuần phương châm có xây, có chống và xây trước, chống sau, theo tinh thần lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực để quy định thực sự đi vào cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, không khí mùa xuân ấm áp đã ngập tràn trong từng căn nhà góc phố, gieo vào lòng người niềm tin yêu, hy vọng về một năm mới hạnh phúc, bình an. Trước thềm năm mới Kỷ Hợi 2019, mời quý vị cùng chúng tôi đến thăm gia đình một số chiến sĩ đang công tác ở đảo xa để cảm nhận rõ hơn ý nghĩa thiêng liêng của ngày Tết cổ truyền. Tròn 30 năm công tác trong quân ngũ, Thiếu tá Lê Công Minh đã nhiều lần cùng đồng đội đón Tết ở đảo xa. Tết này sau gần 2 năm xa nhà, anh mới được sum họp bên gia đình tại thôn Mỹ Đà, xã Hoàng Minh, huyện Hoàng Hóa. Đối với anh, những lúc được cùng vợ con tất bật chuẩn bị đón Tết là những lúc hạnh phúc và bình yên nhất. Để rồi sau Tết lên đường làm nhiệm vụ, những hình ảnh ấm áp ấy sẽ là nguồn cổ vũ động viên giúp anh chân cứng đá mềm nơi đầu sóng ngọn gió. Còn đối với những người thân yêu trong gia đình, Tết này cũng ấm cúng hơn bởi có anh ở nhà. Có bầu được 6 tháng thì chồng cũng đi đảo và khi có bầu đẻ sinh cháu được 1 năm thì là cháu đầu thì chồng cũng mới bắt đầu về. Nên lần đi tang thứ 2 thì là anh đi nhưng mà ông nội bị bệnh, ông mất thì chồng tôi cũng không về được. Đến khi ông mất được mấy tháng sau thì chồng về. Chồng về thì chồng chỉ có xuống dưới bếp ngồi khóc một mình. Thì lúc đấy tôi nghĩ cũng thương chồng. Cách đây khoảng 1 tháng thì chồng có nói là năm nay là chồng được về ăn Tết. Thì mẹ con ở nhà cũng phấn khởi lắm. Tết năm nay các cháu làm ngày đảo ra tròn nhiệm vụ. Thì anh về thì mẹ con phấn khởi rồi ăn Tết cũng to. Niềm vui của gia đình Thiếu tá Lê Công Minh càng trọn vẹn hơn khi trước thềm năm mới, gia đình anh có thêm thành viên, một người con rể cũng là lính đảo, công tác cùng đơn vị với anh. Trong niềm hạnh phúc riêng, Thiếu tá Lê Công Minh không quên nhớ đến ngôi nhà thứ hai là đảo xa, nơi có biết bao đồng đội Tết này vắng nhà, thay anh vững tay súng bảo vệ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tôi rất may mắn là được vào cái dịp đợt Tết này cùng vợ con đón cái Tết vui vẻ với vợ con và mẹ trong bờ và nhắn nhủ các bà mẹ và các vợ, các con của đồng đội đang sẵn sàng trực Tết ở trên quần đảo Trường Sa thì ngoài đấy thì được Đảng, Nhà nước quan tâm và cũng có một cái Tết ngoài đảo Trường Sa đầm ấm đầy đủ hết, không thiếu quất đào đầy đủ hết. Và nhưng mà trong khi ăn Tết thì cũng không quên được nhiệm vụ. Xuân Kỷ Hợi, tròn 6 năm, chị Lê Thị Thủy, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, kết hôn với anh Nguyễn Văn Hiếu, nhân viên báo vụ đảo Trường Sa. Nhưng thời gian anh chị ở bên nhau cộng lại chỉ được khoảng 1 năm. Sống xa chồng, xa hai bên gia đình nội ngoại, lại một mình nuôi hai con nhỏ, không thể kể hết những khó khăn vất vả mà chị Thủy đã phải trải qua. Dẫu vậy, chị luôn cố gắng nuôi con khỏe, dạy con ngoan, bởi chị hiểu đó là cách giúp anh yên tâm công tác. Và dù chồng không được về nhà dịp Tết, chị vẫn mua sắm đào hoa với mong muốn đem lại cho các con không khí mùa xuân trọn vẹn. Xin gửi lời chúc tới các anh ở ngoài hải đảo một cái Tết ăn Tết vui vẻ. Mặc dù là các anh ăn Tết không cùng gia đình nhưng mà ngoài đấy các anh sống cũng như một gia đình, cũng có tinh thần đồng đội, có tình cảm đồng đội dành cho nhau. Thì chúc các anh ăn Tết vui vẻ và đón một cái xuân thật là ấm áp. Còn với em và những bà vợ có những người chồng đang công tác ở ngoài đảo thì mong các anh hãy vững tin để mà hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thêm một mùa xuân nữa, chồng chị Thủy và rất nhiều đồng đội của Thiếu tá Lê Công Minh không được sum họp cùng gia đình. Dù ngăn cách về không gian, nhưng quê hương và người thân luôn nhớ, biết ơn và tự hào với các anh, những người đang ngày đêm canh giữ vùng biển, vùng trời, từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Tình cảm ấy đã xóa nhòa mọi khoảng cách để đào xa thêm gần gũi với đất liền trong những ngày đất nước vào xuân. Ngay sau các đợt mưa lũ trong năm 2018, ngành điện đã khẩn trương tu sửa thay thế nhiều thiết bị, đường dây và trạm biến áp,
đặc biệt là ở các huyện miền núi bị sạt lở nặng như Mường Lát, Quan Hóa, Bá Thước nên đã đáp ứng được nguồn điện ổn định phục vụ đồng bào vui xuân đón Tết. Sau trận lũ lịch sử, con đường về bản qua xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát như càng xa hơn, bởi mặt đường dù đã được san lấp nhưng vẫn còn lởm chởm đất đá. Phần lớn đường điện, bóng đèn của người dân trong bản đều đã cũ, điện yếu lại càng hao tốn, không đủ sáng và hư hỏng. Vì vậy, khi được thay thế đường dây, lắp mới hệ thống cột và bóng điện, bà con đã có thể vận hành các loại máy xay sát công suất lớn, chế biến gỗ lâm nghiệp và chiếu sáng ở các lễ hội. Niềm vui của người dân Mường Lát còn được nhân đôi khi có thêm trạm biến áp hạ thế công suất 180 kV-A, cấp điện cho 3 bản ở xã Tén Tần bằng điện lưới thay cho điện chạy bằng máy phát. Người dân khi bị mưa lũ đã rất lo lắng, không có điện nước sống sao cho được. Nhưng với sự khẩn trương của các cán bộ, chúng tôi đã có điện sáng, các cháu có điện học bài, bà con được xem nhiều chương trình ý nghĩa trên truyền hình. Mùa xuân này càng thêm niềm vui. Lũ lán họ hèn ổn định, phải rất cảm ơn. Để đảm bảo ra an toàn thì trước Tết thì điện lực đã định kỳ tiểu tu và kiểm tra lại toàn bộ các cái thiết bị điện trên lưới. Với cái đặc thù của Mường Lát thì cơ bản là các máy biến áp là không quá tải, cho nên là cái dự phòng thì vẫn là dự phòng ở dưới công ty, để có sự cố thì sẽ điều lên. Để đảm bảo nguồn điện ổn định, an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, khi công suất sử dụng được dự báo là sẽ tăng khoảng 10% so với ngày thường. Đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2018, các đơn vị điện lực trên địa bàn 11 huyện miền núi đã thực hiện duy tu bảo dưỡng xong 100% lưới điện, kiểm tra khắc phục xong các vị trí xung yếu, thay thế toàn bộ xứ cách điện nhằm hạn chế sự cố và tránh tình trạng phóng điện. Để thực hiện chỉ tiêu nâng cao độ tin cậy, giảm thời lượng khách hàng bị cắt điện, toàn bộ hoạt động vệ sinh lưới trên địa bàn các huyện miền núi đã được ưu tiên thực hiện bằng công nghệ hotline, vệ sinh không cắt điện. Ngay từ đầu tháng 10 thì đơn vị cũng đã xây dựng với cái hai nội dung chính. Một là cái công tác quản lý vận hành và hai nữa là công tác an toàn điện. Về công tác để phục vụ cấp điện đón xuân, để đề phòng các cái sự cố xảy ra thì chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch về công tác trực và ứng trực để làm sao giải quyết tốt nhất vấn đề cấp điện cho dân khi xảy ra sự cố. Đến nay, chỉ còn lại 150 thôn bản trong số 2.208 thôn bản ở 11 huyện miền núi Thanh Hóa là chưa có điện lưới quốc gia. Mục tiêu của các đơn vị điện lực là hạn chế tối đa việc cắt điện trong thời gian cao điểm trước, trong và sau Tết. Tại các bản thuộc vùng sâu, vùng xa, các đơn vị cũng phấn đấu sẽ đảm bảo nguồn điện ổn định, đủ công suất cho nhân dân vui xuân đón Tết. Thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối năm, các cảng cá trên địa bàn Thanh Hóa vô cùng tấp nập với các hoạt động vận chuyển, mua bán thủy sản, cũng như chuẩn bị ngư lưới cụ để sẵn sàng vươn khơi bám biển sau những ngày nghỉ Tết. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự tại cảng cá Lạch Hới, phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn và cảng cá Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc. Khẩn trương, tất bật, người mua kẻ bán khi tàu cá cập cảng. Cảng cá Lạch Hới vốn đã nhộn nhịp, những ngày cuối năm càng sôi động hơn bởi những con tàu mang cá đầy khoang cập bến trong niềm vui của các ngư dân. Ông Nguyễn Hữu Anh, phường Quảng Tiến vừa hoàn thành chuyến ra khơi cuối cùng trong năm. Chuyến đi này, ông thu về hơn 1 tấn mực cá để kịp cung ứng cho thị trường ngày Tết. Bây tôi đi đến nay nữa là cũng chuyến cuối năm. Về quê ăn Tết cũng là một chuyến hàng cuối cùng, thì sang năm mới gọi là mùng 4 tôi cũng có vọng đi mở hàng để sang một cái năm mới để trông cho gọi là được nhiều cá mực và đánh bắt hải sản. Ngược lại không khí ở cảng cá Lạch Hới, tại cảng cá Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc những ngày giáp Tết, thay vì cảnh tàu thuyền ra vào tấp nập, người bán kẻ mua nhộn nhịp, thì nay những con thuyền đã thành thơi gỗi bãi sau một năm vươn khơi bám biển. Giờ này thì anh em sẽ nghỉ ngơi, đón Tết và sang năm mới sẽ chuẩn bị cho nghề nghiệp và phương tiện thật tốt để chuẩn bị ra khơi bám biển, vừa khẳng định về chủ quyền, vừa lao động sản xuất để tăng thêm cái thu nhập đời sống cho bà con. Sang năm mới cũng mong rằng là sẽ tốt hơn những năm trước. Toàn tỉnh hiện có 1.872 tàu cá có công suất từ 90 CV trở lên. Thời điểm này, phần lớn các tàu thuyền đã tập trung về cảng neo đậu an toàn để vui xuân đón Tết. Ban quản lý cảng cá Lạch Hới đã tổ chức tuyên truyền phát tờ rơi để tuyên truyền cho bà con. Thứ nhất là hướng dẫn cho bà con vào cảng neo đậu
an toàn và hướng dẫn cho bà con về công tác phòng chống cháy nổ như là thắp hương để nâng cao cái ý thức bà con lên để trong cái việc đảm bảo an toàn cho tài sản và người trong cái dịp Tết Nguyên đán để đón Tết được vui vẻ an toàn. Hiện nay tất cả phương tiện đã về bến nhà, rồi bến ở Ninh Cơ, Nam Định, rồi bến Quảng Ninh. Thì tất cả các phương tiện đều đã chuẩn bị các cái phương án để đảm bảo trong những ngày Tết là cái vấn đề chống cháy nổ. Hiện nay tất cả các lao động thì cũng đã trở về địa phương ăn Tết trong cái tinh thần cũng rất phấn khởi. Nhờ chính sách hỗ trợ của nhà nước, sự quan tâm tạo điều kiện của tỉnh và chính quyền địa phương nên năm 2018, nghề khai thác thủy sản đạt hiệu quả cao với sản lượng khai thác trên 120.000 tấn hải sản. Nhiều chủ tàu có thu nhập từ 50 đến 1 tỷ đồng một năm. Đây là động lực để những ngư dân vùng biển luôn sẵn sàng vươn khơi bám biển sau những ngày nghỉ Tết với niềm hy vọng ngập tràn về một năm mới thuận buồm xuôi gió, đánh bắt bội thu. Những năm gần đây, thời điểm đón năm mới cũng là lúc nhu cầu dã ngoại du xuân của người dân tăng cao. Nắm bắt nhu cầu này, các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng các dịch vụ để sẵn sàng đón khách. Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh luôn là nơi thu hút đông đảo người dân đến dâng hương chiêm bái dịp năm mới. Những năm gần đây, trong dịp xuân mới, Lam Kinh luôn đón khoảng 10.000 lượt khách mỗi ngày. Đón xuân Kỷ Hợi, Ban Quản lý Di tích đã tập trung vào cải tạo cảnh quan vệ sinh môi trường. Đặc biệt, năm nay, Ban Quản lý Khu Di tích Lam Kinh sẽ phối hợp với hai huyện Thọ Xuân và Ngọc Lặc tổ chức lễ khai hội Đền Lê vào ngày mùng 4 Tết. Đảm bảo an ninh trật tự và các cái điều kiện để phục vụ cho du khách khi về lễ hội Lam Kinh đầu xuân 2019 này, thì chúng tôi phối hợp với Công an huyện Thọ Xuân, Công an huyện Ngọc Lặc, với chính quyền các địa phương, các huyện và các cái lực lượng chức năng như kiểm lâm, phòng cháy, thì chúng tôi đã chuẩn bị tốt các điều kiện và các phương án sẵn sàng để đảm bảo về giao thông, đảm bảo về an ninh trật tự, đảm bảo phòng cháy chữa cháy, đảm bảo về các hoạt động văn hóa, dịch vụ đúng theo quy định của nhà nước và phát huy được cái giá trị của khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh. Trung tâm Phát triển Du lịch Sông Mã cũng đã triển khai công tác vệ sinh chỉnh trang bến bãi, cầu tàu, nhà chờ, bổ sung hệ thống âm thanh ánh sáng vào đội ngũ hướng dẫn viên trước Tết để sẵn sàng phục vụ khách trải nghiệm tour du lịch ngược xuôi sông Mã ngay từ những ngày đầu năm mới. Với các tàu chở khách từ 40 đến 120 người, kiểu dáng du thuyền được thiết kế hiện đại, các chương trình tour ngược xuôi sông Mã khá phù hợp với du xuân đầu năm như thành phố Thanh Hóa đi chùa Sùng Nghiêm, đền Nghè Yên Vực, Phủ Vàng, đền Cô Bơ, ngã Ba Bông, đi thiền viện Trúc Lâm, động Lâm Quang, động Tiên Sơn, chùa Vồm. Theo cái kinh nghiệm của các năm thì sau dịp Tết Nguyên đán thì du khách đến muốn trải nghiệm cái tour du lịch ngược xuôi sông Mã tại các đền chùa thì như tháng riêng là khoảng 2.000 khách, nhưng theo cái dự đoán năm 2019 thì lượng khách đến với trung tâm là nó nhiều hơn. Đến thời điểm này thì là công tác chuẩn bị của chúng tôi đã hoàn tất và sẵn sàng đón du khách kể cả từ ngày mùng 2 Tết. Thanh Hóa có khá nhiều khu điểm du lịch tâm linh sinh thái phù hợp cho những ngày đầu năm mới như suối cá thần Cẩm Lương, Cẩm Thủy, đền Độc Cước, Cô Tiên, Sầm Sơn, Phù Na, Am Tiên. Hiện nay, các địa phương nơi có các khu điểm du lịch đã phối hợp với các lực lượng chức năng xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm để du khách có chuyến du xuân an toàn với những trải nghiệm thú vị. Mỗi độ Tết đến xuân về, ai cũng muốn trở về quây quần bên gia đình cùng nhau đón Tết. Tuy nhiên, tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa thì vẫn còn trên 50 bệnh nhân vì lý do sức khỏe nên buộc phải ở lại đón Tết tại bệnh viện. Những ngày giáp Tết, bệnh viện đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần cho bệnh nhân đón một mùa xuân mới trọn vẹn, ấm áp, yêu thương. Lau lá, gói bánh, xếp bánh, vận chuyển củi, chuẩn bị bếp nấu bánh chưng là các hoạt động diễn ra trên sân sau Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa ngày giáp Tết. Từ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, đội ngũ y bác sĩ cho đến các hội viên hội từ thiện đều rất phấn khởi cùng tham gia gói bánh chưng Tết tặng bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân nghèo đang điều trị ung thư tại bệnh viện.
ở đây nè, các cô chú rất động viên. Động viên rất là nhiều bởi vì ra đây có thấy sự sống đến 7%, bởi vì là động viên rất nhiều cái cuộc sống của mình, vì còn bệnh tình thì không biết được. Nhưng mà cảm thấy rất sướng quá. Cái nhất sướng là vì cái tình cảm đó, giữa cái y bác sĩ và cái cá nhân như bản thân tôi là bị bệnh, hoặc những người khác cũng nữa, là thấy cái sướng như nữa. Chứ còn cái ví dụ như thế là cái cộng đồng và doanh nghiệp tư nhân đó, là nói chung ủng hộ rất là quý. Những cái chiếc bánh chưng là một cái món quà nhỏ nhỏ mà chính bản thân tay chúng tôi làm ra để kết nối yêu thương, để động viên bệnh nhân còn nằm lại để điều trị, để cố gắng làm sao khuất phục qua những cái cơn đau đớn, và cũng mong chúc phúc cho bệnh nhân nhanh chóng lành khỏi bệnh để trở về với cộng đồng, với gia đình và vợ cộng đồng. Bên cạnh đó, bệnh viện còn phối hợp với nhiều đơn vị cá nhân, nhà hảo tâm tổ chức chương trình Xuân ấm áp Tết yêu thương với nhiều phần quà nhằm động viên chia sẻ với các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tham gia vào cái buổi từ thiện của các nhà hảo tâm, tôi thực lòng rất cảm ơn. Vì đấy là món quà tuy không giá trị lắm nhưng mà rất chi động viên chúng tôi vượt qua quãi những cơn bệnh nguy hiểm. Nhiều tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm đã làm cái công tác từ thiện cho bệnh viện chúng tôi rất nhiều chương trình. Dự kiến đến ngày cuối cùng trong dịp Tết, đó là ngày 30 Tết, thì chúng tôi dự kiến là 16 đơn vị tài trợ đã làm công tác từ thiện với gần 600 xuất quà cho người bệnh. Đấy là những món quà mà vô cùng ý nghĩa, người ta cũng vơi đi những cái nỗi nhớ về gia đình những ngày Tết, rồi cũng vơi đi những cái nỗi đau của người bệnh. Trong 3 ngày Tết Nguyên đán, Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa cũng sẽ miễn phí tất cả các suất ăn cho cán bộ nhân viên bệnh viện và bệnh nhân, mỗi suất trị giá từ 30 đến 50 nghìn đồng. Sự quan tâm, sẻ chia của đội ngũ y bác sĩ và các tổ chức cá nhân là nguồn động viên để các bệnh nhân ung thư ấm lòng, xoa dịu nỗi đau bệnh tật, thêm niềm tin vào cuộc sống và cùng đón một năm mới an lành. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm qua, hàng nghìn lao động trên địa bàn tỉnh đã tìm đường đi xuất cảnh lao động trái phép thông qua cò mồi môi giới, những mong tìm kiếm một cơ hội đổi đời, ổn định cuộc sống, hay chỉ đơn giản là đỡ đần gia đình, giảm bớt những khó khăn, cơ cực nơi vùng quê nghèo. Thế nhưng, điều chờ đợi họ phía bên kia biên giới là những rủi ro khó lường mà đôi khi được đánh đổi bằng chính tương lai, tài sản và thậm chí là cả tính mạng của mình. Năm 2013, hoàn cảnh gia đình khó khăn lại thêm gánh nặng nuôi hai đứa con thơ. Anh Nguyễn Văn Đoàn ở xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc quyết định vượt biên sang Trung Quốc làm nghề phun sơn. Không biết tiếng Trung, không thông thạo địa hình nơi làm việc, mọi hoạt động từ ăn ở, sinh hoạt đến giờ giấc làm việc, anh đều phải phụ thuộc vào cò mồi. Tiền lương như hứa hẹn còn chưa nhận được thì anh bị bắt trong một chiến dịch truy quét lao động trái phép tại Trung Quốc, phải ngồi tù gần 2 tháng mới được trả về Việt Nam trong hoàn cảnh không một đồng xu dính túi. Mình chỉ được biết như qua cái khoản tiền lương như vậy thôi, còn cũng chưa nhận được một đồng nào. Còn cái quá trình bảo hiểm của mình sang đấy làm thì không có. Cho dù mình thế nào nữa thì cũng chả là ai quan tâm gì cả. Còn sang bên đấy thì nó am khổ lắm, nó không như Việt Nam mình. Lúc nào mình cũng phải giữ cái khép nép, cái tư tưởng, run sợ. Những trường hợp tiền mất, tật mang do xuất cảnh lao động sang Trung Quốc trái phép như anh Đoàn không phải là hiếm. Bên cạnh việc không được đảm bảo đầy đủ các quyền lợi, chính sách của người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quần áo bảo hộ, người xuất cảnh lao động trái phép còn phải đối mặt với rủi ro bị ép lao động với cường độ cao, làm việc trong môi trường ô nhiễm, độc hại, thậm chí là bị lừa bán vào các động mại dâm. Cũng vì là lao động trái phép nên họ không hề được pháp luật của nước sở tại cũng như pháp luật Việt Nam bảo vệ. Sống bất hợp pháp, làm việc bất hợp pháp ở bên nước ngoài ấy, thì có thể là tiền lương anh em chị em chúng ta cũng sẽ không được nhận một cách đầy đủ. Hai là trong quá trình mà chúng ta ốm đau ở bên nước ngoài, chúng ta cũng không được tham gia để khám chữa bệnh. Rồi là trong quá trình nếu mà chúng ta sống bất hợp pháp như vậy mà bị luật pháp của nước sở tại mà người ta bắt được ấy, sẽ bị trục xuất về nước và cái cơ hội để chúng ta quay trở lại là không còn nữa. Bản thân họ sang cái đó là họ đi theo cái hình thức là trái phép, cho nên là khi sang đến nơi ấy thì là họ phải sống chui xuống lùi, và khi họ bị phát hiện thì họ sẽ bị bắt giam và sẽ bị có nhân nước sở tại người ta xử lý theo cái quy định pháp luật của người ta. Và thứ hai, sau khi người ta bị xử lý rồi, công dân bị xử lý rồi thì là người ta sẽ trục xuất về đây. Thì trục xuất về đây thì người ta cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về cái việc coi như là xuất cảnh trái phép. Theo thống kê của lực lượng chức năng, trên địa bàn tỉnh còn khoảng hơn 2.000 người đang lao động trái phép ở nước ngoài, chủ yếu là ở Trung Quốc. Và có không ít người trong số họ sau khi về quê ăn Tết đã tự biến mình thành môi giới việc làm,
tổ chức và lôi kéo nhiều người dân cùng tham gia vào đường dây xuất cảnh lao động trái phép. Và điều chờ đợi những đối tượng không phải là hiện thực hóa ước mơ đổi đời, mà là cuộc sống đằng sau song sắt nhà tù với thời gian thụ án có khi lên tới 20 năm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự 11 giờ trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin được cảm ơn và kính chào tạm biệt.